Nữ ca sĩ sinh năm 2003, Phương Mỹ Chi vừa khiến dân tình xôn xao khi tham dự show 7 nụ cười xuân cùng dàn nghệ sĩ gạo cội, toàn những bậc tiền bối. Trong phần giao lưu, cô bé dân ca đã bị một đàn anh thẳng mặt chỉnh đốn về cách xưng hô. Phương Mỹ Chi từng nhận nhiều ý kiến trái chiều khi xuất hiện ở vị trí cố vấn tình yêu tại chương trình Người ấy là ai với gương mặt non nớt. Còn mới đây, khi góp mặt trong game show 7 nụ cười xuân, cô nàng diện váy ngắn, trang điểm khá trẻ trung. Tuy nhiên, kiểu tóc xoăn, búi phía sau đầu lại làm Á Quân giọng hát Việt nhí như bị cộng thêm tuổi. Trong khi đó, các đàn chị như Lâm Vĩ Dạ, Lan Ngọc và Thúy Ngân đều được tạo kiểu rất nhí nhảnh, đứng cạnh giọng ca Gen Z, ba sao nữ của chương trình trẻ không kém cạnh. Thúy Ngân giới thiệu, Phương Mỹ Chi là một người bạn của mình, Lâm Vĩ Dạ cũng nhanh chóng bắt tay, mình chào bạn Chi. Lan Ngọc hơn giọng ca Vũ Trụ Có Anh tới 13 tuổi đã bất ngờ gọi Phương Mỹ Chi là chị. Cụ thể, khi thấy hai đàn anh Trường Giang và Tiến Luật mải nói chuyện, Lan Ngọc quay sang Phương Mỹ Chi, nói bằng giọng như con nít, thôi thôi, chị Chi nói chuyện đi. Trước sự pha trò của Lan Ngọc, Thúy Ngân phải đưa tay lên trán xem đàn chị có vấn đề gì không. Trường Thế Vinh thốt lên, cái gì Ngọc, em hư quá rồi. Tiến Luật nhại lại giọng của nữ diễn viên gái già lắm chiêu. Lúc này, Phương Mỹ Chi chỉ biết bối rối ôm miệng cười khiến Trương Thế Vinh thích thú bắt chước điệu bộ đó. Thúy Ngân và Lâm Vĩ Dạ đều cho rằng Phương Mỹ Chi đang cười vô mặt Lan Ngọc. Trước đó, khi Trường Giang giới thiệu về khách mời, anh cho hay, hôm nay chúng ta tiếp đón một bạn trẻ thuộc thế hệ mới, không phải 8X, 9X như mình nữa. Đây là một cô ca sĩ dễ thương, hát rất hay. Trong phần giao lưu, nam MC đặt câu hỏi cho nữ ca sĩ sinh năm 2003, đã bao giờ con tham gia một chương trình với các anh chị lớn tuổi như thế này chưa? Trước sự cà khịa của đàn anh, Lan Ngọc, Thúy Ngân, Lâm Vĩ Dạ có phần chạnh lòng và đều phản ứng. Anh nói gì kỳ vậy? Nặng lời quá, chương trình này là không phân biệt tuổi tác, nhan sắc, trình độ. Sao anh Giang cứ nhắc đến câu chuyện tuổi tác hoài vậy? Phương Mỹ Chi khéo léo và không kém phần dí dỏm khi chỉ về một bên gồm Trương Thế Vinh, Lâm Vĩ Dạ, Lan Ngọc, Thúy Ngân, một bên là Trường Giang, Tiến Luật. Bên đây con gọi là anh chị, còn bên này con mới kêu là chú. Trước câu nói chí mạng của giọng ca trẻ, Trường Giang thừa nhận, thì đúng rồi, hai anh em tôi lớn tuổi mà, chuyện đó là bình thường thôi. Nhưng Tiến Luật nhắc nhở nữ ca sĩ, con xưng hô như vậy là sai, tại vì chú với chú Giang, chú Vinh, dì Dạ, dì Ngọc, dì Ngân không có chênh lệch tuổi nhiều. Thúy Ngân cho rằng không chênh lệch về tuổi nhưng chênh lệch về nhan sắc. Trường Giang liền phản bác, đàn ông với phụ nữ không ai so về nhan sắc hết, phụ nữ xinh đẹp thì người ta gọi là nhan sắc, còn đàn ông chín chắn người ta gọi là bản lĩnh. Trước đó, Phương Mỹ Chi từng được mời làm cố vấn trong show Người ấy là ai, sau nữ sinh năm 2003 thời điểm đó đã bị netizen chỉ trích thậm tệ, cho rằng một show hẹn hò như Người ấy là ai hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của Phương Mỹ Chi. Bên cạnh đó cho rằng nữ ca sĩ không đủ kinh nghiệm, trải nghiệm trong tình yêu để có thể giúp nữ chính.